là con của núi non Trường Sơn, nối mạch tình quê giữa hương ngàn. Ôi núi rừng che ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía, con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan lòng ta như nắng, ta đi theo anh nhờ từ trái tim. Chào mừng các em khối lớp 5 của trường tiểu học Minh Đạo thân mến. Trước khi bắt đầu tiết học hôm nay, cô mời các em cùng nghe một đoạn bài hát nhé. Sau khi nghe bài hát, các em cho cô biết trong bài hát có những ai, họ đang làm gì, ở đâu? Những cô dân công đang làm nhiệm vụ mở đường cho các anh bộ đội trên đường Trường Sơn lịch sử. Vậy, đường Trường Sơn ở đâu? Quan trọng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học lịch sử ngày hôm nay, đường Trường Sơn. Trong hoạt động 1, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung, hoàn cảnh ra đời của đường Trường Sơn. Tôi giới thiệu với các em, đây là hình ảnh con đường Trường Sơn lịch sử. Vậy, con đường này ở đâu? Có từ khi nào? Cô mời các em, chúng ta cùng đọc trong sách giáo khoa phần chữ nhỏ trang 47 và trả lời các câu hỏi sau. Đường Trường Sơn có tên gọi là gì? Ra đời vào thời gian nào? Tại sao Trung ương Đảng lại quyết định mở đường Trường Sơn? Các em biết không? Lúc bấy giờ, miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam đang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Miền Nam rất cần sự chi viện về vũ khí, lương thực, thuốc men để phục vụ cho cuộc kháng chiến. Miền Bắc phải là hậu phương vững chắc cho miền Nam. Vì vậy, cần phải có một con đường để miền Bắc chi viện cho miền Nam. Bên cạnh đó, trên dãy Trường Sơn đã hình thành một đường giao liên Bắc Nam từ thời kháng chiến chống Pháp. Do đó, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn còn có tên gọi là đường Hồ Chí Minh. Như vậy, con đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc kháng chiến của dân tộc ta? Cô mời các em cùng tìm hiểu qua hoạt động 2, ý nghĩa lịch sử của đường Trường Sơn. Cô giới thiệu với các em,
Đây là vị trí của con đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn bắt đầu từ Hữu Ngạn sông Mã, Thanh Hóa, qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ. Đường Trường Sơn thực chất là một hệ thống bao gồm nhiều con đường trên cả hai tuyến Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, có 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang, có một tuyến đường phục vụ vận tải chiến lược dài 16.000 km và một tuyến đường kín cho xe chạy 3 ngày dài 3.140 km. Các em biết không, để mở được con đường Trường Sơn đi từ sông Mã, Thanh Hóa, qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ, quân dân ta đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Đó là những khó khăn gì? Cô mời các em, chúng ta cùng xem đoạn phim dưới đây và trả lời các câu hỏi sau. Đường Trường Sơn tồn tại bao lâu? Em hãy kể những vất vả của quân dân ta trong những ngày mở đường Trường Sơn. Trong những năm tháng ấy, đưa lên rừng mấy chục vạn người con, không thể nói là không đói sốt ở giữa rừng sâu hàng chục năm trời. Vâng, đó là sự vinh quang của những người làm nên con đường lịch sử và cũng là sự hy sinh vô giá của mỗi người chiến sĩ. Nhằm vào những mùa mưa tầm tã, có lúc ta đói cơm thiếu muối, có lúc những chàng trai cô gái trào dâng nỗi nhớ nhà khi Tết đến. Thế nhưng càng gian khổ, những chiến sĩ Trường Sơn càng gắn bất lực trong cuộc chiến tranh ngăn chặn, Mỹ ngày càng căm thù màu xanh. Họ đã giải hàng triệu lít chất độc khai quang nhằm làm trụi lá tất cả các cánh rừng. Họ còn giải hóa chất gây mưa, đặc biệt tập trung ở vùng A Sầu A Lưới của miền Tây Thừa Thiên Huế. Những đầu mối giao thông, những đoạn đường đèo hiểm trở, những điểm vượt qua sông suối trở thành trọng điểm đánh phá hết sức ác liệt. Máy bay B-52 ném bom dài thảm xuống bất cứ cánh rừng nào nghi có đường vận tải, gây nên những cơn địa chấn nhằm hủy diệt cả con người, cây cỏ và muôn thú. Cộng vào đó, những mùa mưa lũ lầy lội trên dải Trường Sơn thường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng đối với hệ thống đường quân sự mở gấp. Những chiến sĩ lái xe Trường Sơn ban ngày vật lộn với những đoạn đường này, ban đêm dường như chỉ đi theo cảm giác bởi ngọn đèn gầm phòng không vàng vọt. Sau khi tìm hiểu, chúng ta thấy rằng dưới 3 tấn bom của kẻ thù, trong thời gian 6.000 ngày tồn tại trên con đường Trường Sơn huyền thoại, từng diễn ra nhiều chiến công thấm đượm biết bao mồ hôi, máu, nước mắt của bộ đội và thanh niên xung phong. Đó là 12 cô gái dân công ở ngã ba Đồng Lộc đã vĩnh viễn nằm xuống trong lúc đang phá mìn, mở đường cho các anh bộ đội tiến công vào chiến trường miền Nam. Bộ đội Nguyễn Viết Sinh đã dùng sức của mình một ngày có thể gồ hàng từ 45 đến 50 kg lương thực để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đó là hàng ngàn nấm mồ vô danh của các anh chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở chiến trường Trường Sơn. Ngoài sự hy sinh về sức người, sức của, thì đồng bào miền Bắc ngày đêm sản xuất, chi viện sức người, lương thực cho miền Nam. Ngoài ra, còn có đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã không quản gian lao, hết lòng tiếp tế và vận chuyển hàng cho bộ đội. Đường Trường Sơn đã khắc ghi chiến công thầm lặng của quân và dân, góp phần to lớn vào công cuộc thống nhất đất nước. Như vậy, đường Trường Sơn có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, đó là tuyến giao thông quân sự quan trọng, chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của cải cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến thắng miền Nam. Đường Trường Sơn là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là nội dung của bài lịch sử hôm nay. Cô mời các em cùng đọc to phần ghi nhớ. Đường Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Đường Trường Sơn đã ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước. Trước kia, đường Trường Sơn là tuyến đường huyết mạch góp phần làm nên thắng lợi. Ngày nay, Đảng và nhà nước ta đã mở rộng nối liền đất nước. Đó là con đường đưa đất nước ta đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta biết được vai trò của đường Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay, để tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, không phụ lòng những người anh hùng đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc, chúng ta cần học tập thật tốt các em nhé. Bài học của chúng ta hôm nay vừa kết thúc. Các em xem lại bài học để chuẩn bị tốt cho bài sấm sét đêm giao thừa ở tiết học sau nhé. Chúc các em học tốt. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến thắng vào đằng kia thêm ngày. Mỗi tức đường vươn xa chiến thắng ta vô góp phần chiến thắng. Tấm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiến dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất đời cao tiếng hát. Ta đi theo anh lửa từ trái tim.